Nè, bây giờ hỏi chứ, phỏng vấn nha chứ. Tại sao hôm qua ỉa? Con nhỏ nè mi không mẹ hả? Nghe này nè, muốn ngủ không? Tao thả bom vô trái ngủ ngon luôn. Ai bỏ chân xuống. Vô đầu cho nó văng nước nha. Đồ quần xuống đây rồi. Đồ quần xuống trước. Được á, được á, được á. Đồ quần nữa. Đồ mà. Thì đi hướng về Ninh Sơn. Wow. Ủa sau khi đi tắm ghẻ rửa chân rửa đít rồi rồi cả nhóm kéo đi về. Chuẩn bị tiệc tôi. Trời ơi. Món gì vậy, giới thiệu người đẹp thấy rồi. Tôm nướng muối ớt. Đây, mượn rồi gấp con tôm vô. Tôm hùm. Con nào bự? Này. À, thấy chưa? Nghe có lòng tôm thôi nha. Thấy tôm hùm chưa? Đó. Đây là heo rừng. Em đây có thịt bò chấm mắm tôm nha. Không có hả? Bò lá lớp. Rồi, bò lá lớp. Có bò lá lớp à, không có bò mắm tôm. À, dữ luôn. Rồi. Dĩa ba rồi. Ba rồi. Đây, con nhỏ này hôm nay sao tiền nó trắng như vậy trời. Trời ơi, có không đi biển. Rồi, rồi, rồi. Không có đi biển. Đi biển lên trắng. Trắng gì trắng như vậy? Chết rồi. Thành đâu? Ra, lấy đồ vô chưa? Lấy đồ vô chưa? Đây xem một món cực kỳ đặc biệt. Cái này trứng luộc đòi ra lấy chồng đỏ. Bỏ hả? Bỏ vô họng. Lấy chồng đỏ tí làm nhân. Rồi bắt đầu lăn qua lớp bột. Bột xong rồi trộn vào một lúc cơm. Ồ, cơm luôn. Cái này là bột đúng không? Bây giờ trộn bột trước không? Bột chiên giòn. Chiên giòn. Trộn lên cơm. À rồi. Áo một lớp cơm. Rồi xong bỏ vào chiên. Nó ra kiểu này. Wow. Tí nữa trộn đỏ. Ủa còn phải làm trộn đỏ nữa hả? Là trộn đỏ thì lấy ra xong ướp miếng tương ớt, miếng muối, miếng mắm, miếng mặn nè. Món này của Hàn Quốc hả? Hả? Rồi sẽ xuất hiện trong buổi chiều ngày hôm nay. Món trứng chiên giòn. Rồi từ từ review hết những các bạn luôn đi. Không, cái món này món review của em. Rồi nói đi. Nó lịch sự kiểu của dân mình. Đây là nó lịch sự là trứng chuyển giấy. Ờ biết trứng, rồi. Trứng chiên cốm sốt phô mai. Đó. Nói theo cách dân giả đây là bồn cầu đựng cất chải. Đó. Cái giống mặt quá hồi ai. Dạ. Rồi cho xuống. Đây là tôm nướng. Đây là tôm nướng đúng không? Cái kia là gì giới thiệu luôn. Đây là bò nướng lá lốt. Còn cái nhỏ dưới đây. Còn cái này là ba loại nướng. Còn cái này. Đó là lẩu mắm. Wow. Quay một cái lẩu. Lẩu mắm. Nhưng mà đặc biệt là nguyên cái nào rau à. Đó. Đó. Tôm càng xanh đó thấy không? À, càng đỏ. Dạ. Giá gì? Ủa. Bồn cầu đừng cất chảy. Dạ đâu thôi à. Rồi giới thiệu luôn. Dạ cá. Rau tiêu xoài. Quá dữ luôn. 74 mà. Thì gắn 47. 47. Không 7 thì à. Rồi. 200 đi. 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 200
giờ tất cả nhìn lên đây nè, cười lên cho cái răng vàng sáng chói coi, cười lên, cười lên, tất cả cười lên, lấy cái răng vàng con cười, mày cười mày lé mắt kệ. Đứng lên, đứng lên, đứng lên. Rồi đứng lên. Vậy đứng lên đi. Đứng lên. Happy birthday. Rồi nói lớn lên đi, Bi. Happy birthday mommy. Mà được. Rồi. Ôi, bà Bảy đem quà quá. Hai chú Nhân thò tay bắp. Rồi đó. Rồi đây, đây chủ đây, chủ nhân đây, chủ nhân đây. Rồi chị có đưa cho chủ nhân luôn. Chủ nhân tặng cho chai rượu. Đó. Cảm ơn bà Bảy. Này cũng xuyên là lạ. Rồi đúng rồi, trời ơi quá dữ luôn. Đâu Hà Nội đâu. Đổ đàn nam mà. Dì biết cái này là cái gì không? Cái gì? Cái này là cái món của cậu Hà làm đó. Là trước đi rồi xong rồi giới thiệu sau. Cái này á ở trên là của thằng Bun. Rồi bây giờ dì thử cái ở trên hay thử cái ở dưới? Bun với bạn cũng có hả? Không. Không có. Không có. Rồi bây giờ dì thử cái dì đoán rồi cái này là cái gì? Thử rồi. Rồi ở trên miếng. Cái này hả? Dạ, thử liền. Đó, dì đoán là biết là cái gì không? Này đoán được mới hay nè. Không đơn giản đâu. Cái này cũng không phải bơ. Đó. Mà còn không phải sốt. Nó là sốt. Nhưng mà sốt gì á? Ờ, phải trộn vô thêm chứ không phải là sốt nguyên. Đúng vậy không? Đâu, vậy đâu phải của thằng Bun đúng không? Nhưng mà nguyên cái nguyên liệu đó là cho thằng Bun nó ăn. Cho thằng Bun nó ăn. Rồi, xong nó nặng ra được cái chỗ đó đó. Còn Nam nói cái chén bún Nam đây là của mình. Rồi. Là phải tặng cho một chai này thì là bữa anh em ngượng ly đi. Rồi. Rồi bao nhiêu là để dành là mình uống. Mình còn bao nhiêu á là chị chỉ người nào người đó phải uống. Chị thích người nào chị cứ chỉ người đó thôi. Không có chỉ ai nữa chứ. Không có chỉ luôn mà. Chỉ hết phần không? Rồi được. Rồi chơi. Rồi bây giờ trước tiên chị uống 3 ly trước đi. Đây này. Qua đây, chén bún này. Dù sao nữa là chồng luôn. Rồi chồng trước. Rồi. Ông này hả? Rồi ông này uống 3 ly phải không? Rồi 1 ly. Đây nè. 2 ly nữa.
có đủ đâu, một người mỗi ba ly là đủ chắc à, đủ chỗ dĩa rau, dĩa rau ngay dĩa rau. Ồ cái tiếng mục này hay á nha, đó là dưỡng. Trời ơi, đây dưỡng nào. Ô anh hai nó lộn anh hai. Trời ơi, lộn mấy chưa. Trước chồng, không trước chồng rồi gì tới anh. Tới dưỡng tôi. Rồi vô anh, cái anh này là phải uống 3 ly luôn không? Để bạn mấy nhau đó quá nha. Cảm ơn anh. Cái đây uống ba anh hai. Ăn ngọt. Hai người sát hết rồi. À bây giờ tới năm thứ tư. Rồi rồi, nấu vị vô cái nha. Rồi. Nhó rừng, nhó rừng. Đầu tiên rồi. Chồng để qua hỏi ai mà cũng đưa mày. Đúng rồi, phải ngồi bà bãi trước. Wow, cái này sao giống uống bia vậy? Không mà đúng là nho không? Cái này là nước này là chưa có pha rượu đế nè. Cái này là quà của bà bảy hả? Quà của bà bảy, giờ bởi vì giờ chia ngượng chút thôi chứ. Bà ngồi ở đâu cái giai điệu hàng chơi bà cứ bà đông ra bà rót vô, bà đông ra bà rót vô coi thử đông này nhiêu này vừa chưa mới về lâu. Tới giờ mới về tới. Nguyên chất đúng rồi. Nguyên chất đúng rồi. Cái này còn phải pha nữa. Lấy cái ly mà rót bao nhiêu ly mà tính lên cho mọi người. Hết anh này là em rồi, bắt đầu xuống tới rồi còn ba đứa hai không còn hai đứa hai đứa cháu gì để chết nè, chết rồi mới là nhỏ 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 nhỏ. Tại sao không? Rượu nó bị thiếu á, mất công bà bảy là phải lấy xe hơi chở bà bảy. Em anh trốn không bị đâu. Rượu cho chị ba. Ba sao lại ai cũng tưởng đó vậy? Em có trốn bị đó. Chuyển mời. Chuyển mời. Bà. Thôi vô đi. Có trốn bị không? Có. Mọi Facebook á đây. Để nằm giọng nó nữa. Nằm chút xíu. Rồi đó. Cái tiêu giờ nó không chạy về đây. Nó có nói chưa? Nói rồi. Nói rồi thì thôi, không có gọi. Cái chiều nói gì kế đây mà. Đấy. Đủ mà ba thịt kèo mỏng. Hết luôn rồi vậy. Hết luôn rồi vậy. Trời ơi. Phải uống vô đúng 3 ly thì mới đi bình định ra được chứ. Đi đâu đi. Hả? Trời luôn cái luôn. Đi vậy. Lên lịch hết rồi. Thấy cái con nào nó lên chợ. Ủa sao đi hết đi chứ. Thấy không? Coi nhà hả vậy làm bữa. Tự nhiên ở nhà đi hết đi nha. Bữa đi tụi mày có đi không? Đó nói mà lụng quá tao nhẫn ra đi nhậu. Cậu chở cái gì với cậu đi chứ tụi con hưởng sáng gì tụi con đi máy bay nè. Đi máy bay nè. Ủa gì? Không cho đâu nha. Ở gì bảy chứ? Dì bảy vô. Ủa dì máy bay có vé không đồng đó. Không có dì bảy ra chuyến mãi đó. Sao? À dì bảy vô gì phải không? Ủa nó bánh gì vậy? Ủa cái này là anh bắt đám anh đi con. Cái này là da cá hả? Nè, uống đi con. Còn nước không? Cái này còn nước không? Nước gà. Đó. Thấy à. Đó là rốt nè. Đó là rốt nè. Đó là rốt nè. Đó là rốt nè. Quá đã luôn. Kia đều đây. À, uống rượu đây đi. Quá đã. Lấy nhưng mà uống cái hồi mất công lấy xe hơi chở về chín về đông rượu tiếp hả? Thấy bà bảy. Còn ngày mai qua vườn bà bảy thấy rau nè. Rồi đã. Vì chín nhá mà. Thấy rau nha. Thấy là bắp bướm nè. Kiếm mấy con gà nữa. Rồi. Này là mừng cái gì? Anh ngày là đại thắng toàn quốc đúng không? Dạ, ngày hôm nay là ngày giải phóng. Có gì nữa không? Đúng ta tuần hậu giấy. Nó có đầu cho con, đừng nói coi sao. Rồi 100% nha. Dạ, uống hết gì. Tiếc còn mắm trong luôn mình không bánh này. Rồi giờ tới mình nè. Bây giờ uống 3 ly luôn. Uống 3 ly hết rồi lấy vũ nữa. Đó có xe hơi chở gì về đó. Ừ, để giao hết. Để anh ha, quá dữ luôn. Nè bé Tư. Dạ. Rồi hai chị em. Lấy nho. Uống được có cuốn tao không sao á. Cảm ơn con. Cảm ơn bà Đặng xin
một cực có con trai vậy nè. Đâu có còn nữa con, nhiều lắm. Uống đi, uống đi. Vào cha là cái này chai sôi đủ. Bởi vậy trời ơi. Vậy mà nãy mình đừng uống cho nhiều. Không, không uống nữa. Nhiều đây là này lại cắp để dành. Tối nay về hai vợ chồng.